Rồi các bạn ghi nội dung bài học hôm nay đó là vị trí tương đối của hai đường thẳng. Vị trí tương đối của hai đường thẳng. Phần thứ nhất, thầy sẽ trình bày với các bạn về cách chuyển đổi phương trình tham số và phương trình tổng quát, phương trình tham số và phương trình chính tắc chuyển về phương trình tổng quát. Chúng ta sẽ chuyển từ phương trình tham số và phương trình chính tắc về dạng tổng quát. Cách làm như sau, chúng ta xét ví dụ số 1. Cho đường thẳng delta có dạng tham số là x bằng 2t cộng 1, y bằng 3t trừ 2. Hãy chuyển hỏi đường thẳng delta có phương trình tổng quát là đấy là bao nhiêu, hay nói cách khác là hãy viết phương trình tổng quát của đường thẳng delta. Thế thì chúng ta đưa ra lời giải như này các bạn. Các bạn có hai cách làm nhé, có hai cách làm. Cách làm thứ nhất, thầy sẽ trình bày hai cách ở hai bên nhé. Đấy, sau đó các bạn thích làm cách nào cũng được. Cách 1. Cách 2. Cách 1 thì chúng ta phân tích như sau. Xuất phát từ đường thẳng delta có phương trình là x bằng 2t cộng 1, y bằng 3t trừ 2. Chúng ta suy ra đường thẳng delta sẽ đi qua điểm M có tọa độ. Đây này, vị trí của điểm M đây này. Đấy. Điểm M có tọa độ là 1, âm 2. Thầy sẽ nháp ở đây trước nhé. Vector chỉ phương U của nó. Vector chỉ phương U thì các bạn lấy hệ số của T này là 2, 3. Nên vector phát tuyến của đường thẳng delta sẽ là đảo vị trí, đảo dấu. Như vậy đường thẳng delta đi qua điểm M có vector phát tuyến như thế này thì phương trình của delta sẽ là phương trình tổng quát nhé. Các bạn đọc này, 3x trừ 2y. Rồi sau đó chúng ta thực hiện phép nhân này. 1 x 3 và âm 2 x âm 2. Thì 1 x 3 bằng 3 này. Âm 2 x âm 2 thành dương 4 này. Tổng chỗ này là dương 7. Đưa xuống dưới đảo dấu thành trừ 7 bằng 0. Như vậy chúng ta đã chuyển đường thẳng delta từ phương trình tham số thành phương trình tổng quát. Đấy, từ phương trình tham số thành phương trình tổng quát. Đây là cách làm thứ nhất. Cách làm thứ hai, xuất phát từ đường thẳng delta có phương trình 3x, xin lỗi, x bằng 2t cộng 1, y bằng 3t trừ 2. Thì các bạn sẽ làm như sau. Lấy số 3 ở phía dưới. Nhân lên phương trình thứ nhất. Vậy phương trình thứ nhất sẽ nhân với số 3. Lấy số 2 ở phía trên. Nhân xuống phương trình thứ hai. Vậy phương trình thứ hai sẽ nhân với số 2.
Các bạn nhìn cách nhân thêm chưa? Đấy. Với cách nhân thêm như thế này thì đường thẳng delta sẽ có phương trình là 3x nhân 3 này thì thành là 6t cộng 3 nhân với 2 này, 2y bằng 6t trừ 4. Từ đây chúng ta suy ra đường thẳng delta có phương trình. Ở đây các bạn hãy thực hiện hành động đó là trừ theo về. Trừ theo về. Rồi khi trừ theo về thì chúng ta được điều gì? Đó là 3x trừ 2y. Các bạn quan sát cho thầy nhé. 6t trừ đi 6t là hết này. 3 trừ đi âm 4 thành 7, tức là bằng 7. Đấy, 3 trừ đi âm 4 bằng 7. Chuyển số 7 sang vế bên trái thì chúng ta được đường thẳng delta có phương trình là 3x trừ 2y trừ 7 bằng 0. Như vậy chúng ta đã viết được đường thẳng delta dưới dạng tổng quát. Với hai cách làm như thế này thì thầy hỏi là ví dụ như Nguyễn Hưng cho thầy biết em thích cách làm số 1 hơn hay thích cách làm số 2 hơn? Em thích cách 1 hơn. Ok. Cách 1 và cách 2 thì đều có thể áp dụng được. Thì các bạn tùy thích, các bạn chọn cách nào cũng được nhé. Như bản thân thầy thì thầy thấy là cách số 1 nó sẽ dễ làm hơn một chút. Còn cũng có nhiều người thì lại thích cách làm số 2 hơn. Thì các bạn nên trải nghiệm theo cách 1 hoặc theo cách 2. Tùy thích các bạn nhé. Rồi chúng ta xét ví dụ số 2 nào. Cho đường thẳng delta có phương trình chính tắc là x trừ 1 chia 2 bằng y cộng 2 chia cho âm 3. Với yêu cầu là hãy viết đường thẳng delta dưới dạng tổng quát. Tức là gì? Chúng ta chuyển từ phương trình chính tắc sang phương trình tổng quát. Cách làm việc như sau. Chúng ta đưa ra lời giải các bạn nhé. Xuất phát từ phương trình của đường thẳng delta, các bạn làm cho thầy cái hành động này. Đó là chúng ta nhân chéo nhé. Đấy, các bạn thấy không? Chúng ta nhân chéo này. Thì chúng ta suy ra được trừ 3 nhân với x trừ 1 bằng 2 nhân với y cộng 2. Khai triển ra chúng ta được trừ 3x cộng 3 bằng 2y cộng 4. Bây giờ thầy chuyển về cùng một vế này. Thì thầy sẽ suy ra cái đường thẳng delta có phương trình là 3x cộng 2y cộng 1 bằng 0. Ở đây là thầy chuyển từ vế trái sang vế phải. Vậy chúng ta đã chuyển được đường thẳng delta từ dạng chính tắc sang dạng tổng quát. Thầy viết như vậy Kiều có hiểu được không? Thưa thầy là có ạ. Ok, tốt rồi. Như vậy thông qua ví dụ số 1 và ví dụ số 2 chúng ta đã làm được việc đó là chuyển từ một phương trình tham số. Đấy các bạn nhé, chuyển từ một phương trình tham số hoặc một phương trình chính tắc sang dạng tổng quát. Sang dạng tổng quát. Phần thứ 2, chúng ta nói về vị trí tương đối. Của hai đường thẳng.
vị trí tương đối của hai đường thẳng. Thì với hai đường thẳng thì chúng ta có những cái vị trí tương đối như sau, các bạn có thể quan sát nhé. Vị trí thứ nhất đó là hai đường thẳng song song với nhau. Vị trí thứ hai là hai đường thẳng cắt nhau. Và vị trí thứ ba rất đặc biệt, đó là hai đường thẳng trùng nhau. Đấy. Thì đây là ba vị trí tương đối của hai đường thẳng. Thì nếu thầy đặt tên đường thẳng thứ nhất là đường thẳng delta, đường thẳng thứ hai là đường thẳng D, thì chúng ta viết như sau. Trường hợp thứ nhất là delta song song với D. Trường hợp thứ hai là delta cắt D. Và trường hợp thứ ba là delta chụp với D. Khi nó cắt nhau thì chúng ta sẽ gọi cái giao điểm này là Y. Câu chuyện là làm sao để xác định được vị trí tương đối của hai đường thẳng khi biết phương trình của chúng. Vậy chúng ta xét đường thẳng delta có phương trình như sau. AX cộng BY cộng CZ, xin lỗi, AX cộng BY cộng C bằng 0. Đường thẳng D có phương trình là A'X cộng B'Y cộng C' bằng 0. Chúng ta xét đường thẳng delta và đường thẳng D có phương trình như thế này. Và để xét vị trí tương đối của chúng thì chúng ta có hai cách xét như sau. Các bạn có thể lựa chọn một trong hai cách nhé. Cách 1. Cách 2. Cách 1 thì chúng ta xét hệ. Hệ này gồm có hai phương trình các bạn. Phương trình thứ nhất là phương trình của delta là AX cộng BY cộng C bằng 0. Phương trình thứ hai là A'X cộng B'Y cộng C' bằng 0. Thì nó xảy ra 3 trường hợp. Các bạn nhé, xảy ra 3 trường hợp. Trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai. Và trường hợp thứ ba. Trường hợp thứ nhất, nếu cái hệ này vô nghiệm. Nếu hệ này vô nghiệm. Thì chúng ta kết luận là đường thẳng delta song song với đường thẳng D. Tại sao vô nghiệm thì nó lại song song? Vì khi hệ này vô nghiệm thì nó sẽ không có điểm chung. Không có điểm chung nên hai đường thẳng sẽ song song. Trường hợp thứ hai là các bạn tìm được là cái hệ này có một nghiệm. Khi có một nghiệm thì nó sẽ có một điểm chung. Vậy là đường thẳng delta cắt đường thẳng D. Trường hợp thứ ba đó là khi nó đúng với, nó có vô số nghiệm. Có vô số nghiệm tức là hai cái đường thẳng này có rất nhiều điểm chung với nhau. Vậy hai đường thẳng sẽ trùng nhau. Chúng ta kết luận là đường thẳng delta trùng với đường thẳng D. Đây là cách làm việc thứ nhất. Cách làm việc thứ hai chúng ta sẽ làm như sau. Nếu A phẩy khác không, B phẩy khác không, C phẩy khác không,
chúng ta xét tỷ số như thế này. À, nó sẽ xảy ra 3 trường hợp. Các bạn chú ý này, có 3 trường hợp nhé. Trường hợp thứ nhất là A chia A phẩy. Bằng B chia B phẩy. Khác C trên C phẩy. Nếu cái điều này xảy ra thì đường thẳng delta sẽ song song với đường thẳng D. Trường hợp thứ hai là A trên A phẩy bằng B trên B phẩy bằng C trên C phẩy thì đường thẳng delta sẽ trùng với đường thẳng D. Và trường hợp thứ ba là nếu một trong ba trường hợp sau xảy ra, đó là A chia A phẩy khác B chia B phẩy, B chia B phẩy khác C trên C phẩy, hoặc C trên C phẩy. À, thầy xin lỗi chỗ này. Thầy xin lỗi tại vì thầy đang nhớ nhầm sang phần của các chị lớp 12. Rồi, nếu A trên A phẩy khác B trên B phẩy. Đấy, nếu cái tỷ số này nó khác nhau thì các bạn sẽ kết luận là đường thẳng delta cắt đường thẳng D. Như vậy, để xét vị trí tương đối của hai đường thẳng thì các bạn có thể chọn một trong hai cách như vừa rồi. Đấy, các bạn có thể chọn một trong hai cách như vừa rồi. Đức ghi xong báo cho thầy Đức nhé. Không, ghi xong rồi. Rồi, thầy cảm ơn. Bây giờ chúng ta cùng xét một số ví dụ. Ví dụ số 1. Cho đường thẳng delta có phương trình x trừ 2y cộng 1 bằng 0. Và đường thẳng D có phương trình 2x trừ 4y cộng 2 bằng 0. Với yêu cầu là hãy xét vị trí tương đối. Của hai đường thẳng delta và D. Chúng ta sẽ cùng đưa ra lời giải như sau. À, thầy sẽ trình bày bài toán này theo hai cách giống như ở phía trên. Vậy cái vấn đề của chúng ta là chúng ta lựa chọn cách làm nào mà thôi. Nếu thầy chọn cách làm số 1, nếu thầy chọn cách làm số 1, thì các bạn sẽ thấy là chúng ta xét cái hệ này. X trừ 2y cộng 1 bằng 0. 2x trừ 4y cộng 2 bằng 0. Các bạn lấy máy tính ra bấm nghiệm giúp thầy. Đấy, các bạn lấy máy tính ra bấm nghiệm nhé. 0 điểm. Ờ, ok, các bạn đã thấy là nó có vô số nghiệm chưa? Rồi, hệ này có vô số nghiệm đúng không nào? Điều này muốn nói điều gì? À, suy ra vô số nghiệm tức là hai cái đường thẳng này có rất nhiều điểm chung. Do đó hai đường thẳng sẽ trùng nhau. Đấy, cách làm thứ nhất chúng ta làm như thế này. Cách làm thứ hai các bạn này, chúng ta lấy các hệ số chia cho nhau nhé. A chia A phẩy này, B chia B phẩy này, và C chia C phẩy này, chúng ta bắt đầu kiểm tra nhé. A chia A phẩy thì sẽ là 1 phần 2, B chia B phẩy là âm 2 chia âm 4. Các bạn thấy nó bằng nhau rồi đúng không? C trên C phẩy là 1 phần 2, tức là bằng nhau hết này.
Vậy là A chia A phẩy bằng B chia B phẩy bằng C chia C phẩy. Thì chúng ta sẽ suy ra hai đường thẳng này trùng nhau. Đấy, hai đường thẳng trùng nhau. Khánh Nhi thích cách nào hơn Khánh Nhi? Em thích cách 2 hơn. Ok. Thích cách 2 hơn. Rồi, chúng ta xét tiếp ví dụ số 2 các bạn nha. Cho đường thẳng delta có phương trình x trừ 4y cộng 1 bằng 0. Đường thẳng D có phương trình 3x trừ 12y cộng 1 bằng 0. Với câu hỏi tương tự, đó là xét vị trí tương đối của đường thẳng delta và đường thẳng D. À, do ở đây nó gần hết rồi thì thầy sẽ tra xuống trang mới nhé để chúng ta làm cho nó thuận lợi. Rồi, và để các bạn quan sát cái phần lý thuyết cho dễ thì thầy sẽ copy lại phần lý thuyết này. Đấy, để chúng ta nhìn nó dễ nha. Copy lại phần lý thuyết nha. Rồi, thầy đưa phần lý thuyết lên phía trên này. Đấy, để chúng ta theo dõi cho dễ đúng không nào? Đây, phần lý thuyết của chúng ta đây. Thế sau đây cái phần lý thuyết này là các bạn phải nhớ nhé. Nhớ phần lý thuyết. Rồi, chúng ta sẽ cùng trình bày bài toán này theo hai cách. Sau đó thì các bạn thấy mình thích cách nào thì chúng ta chọn cách đó. Rồi cách số 1 này. Cách 1 thì thầy sẽ xét hệ. Vậy chúng ta có cái hệ như sau. Phương trình của đường thẳng delta là x trừ 4y cộng 1 bằng 0. Phương trình của đường thẳng D là 3x trừ 12y cộng 1 bằng 0. Rồi các bạn có thể lấy máy tính để bấm nghiệm giúp thầy. Rồi cho thầy biết kết quả là cái hệ này có nghiệm, vô số nghiệm hay là vô nghiệm. Vô nghiệm. Đúng rồi, hệ này vô nghiệm. À, hệ này vô nghiệm tức là cái đường thẳng delta và đường thẳng D không có điểm chung. Các bạn nhớ nhé, vô nghiệm tức là không có điểm chung. Thì khi nó không có điểm chung tức là hai cái đường thẳng này sẽ song song với nhau. Cách làm thứ hai, thầy sẽ lập tỉ số này. A chia A phẩy này, B chia B phẩy này, C chia C phẩy này các bạn. Thì các bạn thấy điều gì ở đây? Đó là 1 phần 3 âm 4 chia âm 12. Các bạn thấy hai cái tỉ số này bằng nhau. 1 chia 1 khác tỉ số cuối. Rồi như vậy các bạn thấy nó giống với cái trường hợp là đây này, trường hợp đầu tiên này. Hai tỉ số đầu bằng nhau và khác tỉ số cuối. Do đó chúng ta đưa ra kết luận là đường thẳng delta song song với đường thẳng D. Chắc chắn các bạn sẽ thấy là cách làm số 2 bao giờ cũng tốt hơn rất nhiều so với cách làm số 1. Rất ngắn gọn. Chúng ta xét ví dụ số 3. Cho đường thẳng delta có phương trình 2x
trừ 3y cộng 1 bằng 0. Và đường thẳng D có phương trình x cộng 2y trừ 3 bằng 0. Với yêu cầu là xét vị trí tương đối của đường thẳng delta và đường thẳng D. Hoàn toàn tương tự như những ví dụ ở trên, thì ví dụ này chúng ta cũng có thể làm nó theo hai cách làm. Cách 1, cách 2. Cách 1 là chúng ta xét cái hệ này các bạn. 2x trừ 3y cộng 1 bằng 0. X cộng 2y trừ 3 bằng 0. Các bạn rút máy tính ra và bấm giúp thầy xem là cái hệ này nó vô nghiệm, nó có nghiệm hay là có vô số nghiệm. Đấy, các bạn rút máy tính ra rồi tính toán nào. Có một nghiệm đúng không? Có một nghiệm. Cụ thể nghiệm đó ra là bao nhiêu? 1 x bằng mấy? 1 ạ. X bằng 1, y bằng mấy? 1 nốt ạ. Ok, thầy cảm ơn. Như vậy ở trường hợp này khi các bạn bấm máy tính hoặc là giải bằng tay cũng được, thì các bạn sẽ ra được một bộ nghiệm là 1 1. Tức là hệ có một nghiệm nên đường thẳng delta và đường thẳng D sẽ có chung nhau một điểm. Vậy chúng ta sẽ viết là đường thẳng delta cắt đường thẳng D tại điểm Y có tọa độ là 1, 1. Và chúng ta đã tìm được giao điểm của hai đường thẳng. Đấy, chúng ta tìm được giao điểm của hai đường thẳng. Như vậy để tìm giao điểm của hai đường thẳng thì chúng ta giải hệ các bạn nhé. Cách làm số 2 chúng ta làm như sau. Chúng ta lấy hệ số A chia A phẩy, B chia B phẩy và C chia C phẩy. Chúng ta thấy điều gì? A chia A phẩy là 2 chia 1. B chia B phẩy là âm 3 chia 2. Các bạn thấy cái tỷ số này nó đã khác nhau ngay rồi. Nên chúng ta đưa ra kết luận là đường thẳng delta cắt đường thẳng D. Như vậy cách làm thứ hai chỉ đưa ra được kết quả là nó có cắt nhau hay không cắt nhau, chứ nó không thể giúp chúng ta tìm được giao điểm. Do đó muốn tìm giao điểm, thì các bạn lại phải giải hệ các bạn nhé. Đấy, chúng ta đưa cái hệ trên xuống. Đấy, các bạn lại phải giải cái hệ này. Và khi giải cái hệ này thì các bạn cũng sẽ ra kết quả tương tự như ở bên cạnh. Và chúng ta cũng kết luận là giao điểm Y có tọa độ là 1, 1. Như vậy thông qua 3 ví dụ vừa rồi chúng ta đã thấy được cách xét vị trí tương đối của hai đường thẳng. Nhắc lại, cách xét vị trí tương đối của hai đường thẳng. Chúng ta xét ví dụ số 4. Khôi ghi xong chưa Khôi? Em ghi xong rồi ạ. Rồi thầy cảm ơn. Ví dụ số 4 hơi đặc biệt hơn một chút các bạn nhé. À, bây giờ thầy lại cho cái đường thẳng delta dưới dạng tham số này. À, x bằng 2t cộng 1. Y bằng t trừ 3. Đường thẳng D có phương trình là 3x cộng y trừ 6
bằng 0. Câu hỏi là hãy xét vị trí tương đối của đường thẳng delta và đường thẳng D. Xét vị trí tương đối của đường thẳng delta và đường thẳng D. Rồi ở đây thì chúng ta có hai cách làm. Thầy trình bày cách làm số 1 trước các bạn nhé. Chúng ta quay trở lại những ví dụ trên thì chúng ta thấy điều gì? Đề bài của ví dụ số 3, của ví dụ số 2 hay của ví dụ số 1 thì hai đường thẳng này đều dưới dạng tổng quát. Nhắc lại, đều được viết dưới dạng tổng quát. Do đó, ở ví dụ số 4 có sự khác biệt là một trong hai đường nó có dạng tham số. Vậy thì làm sao để giải quyết được bài toán này? Thì cách làm thứ nhất là các bạn sẽ chuyển đường thẳng delta về dạng tổng quát. Vậy bước đầu tiên, chuyển đường thẳng delta về dạng tổng quát. Đường thẳng delta có phương trình là x bằng 2t cộng 1, y bằng t trừ 3. Thì đường thẳng delta có dạng tổng quát là, đấy, có dạng tổng quát là, các bạn có thể sử dụng như sau. Ở phương trình đầu, chúng ta nháp ở bên cạnh nhé. Phương trình đầu chúng ta nhân với số 1. Các bạn nhìn kỹ này, lúc nãy chúng ta có cách chuyển đổi đấy, nhân với số 1. Ở phương trình thứ 2 thì chúng ta nhân với số 2. Vậy là nháp ở ngoài chúng ta sẽ được là phương trình đầu nhân với số 1 thì sẽ là x bằng 2t cộng 1. Phương trình thứ 2 thì nhân với số 2 thì sẽ là 2y bằng 2t trừ 3. Xin lỗi, 2t trừ 6. Trừ theo vế thì chúng ta được kết quả là x trừ 2y bằng 7. Chuyển vế chúng ta được delta sẽ có phương trình là x trừ 2y trừ 7 bằng 0. Và chúng ta được quyền viết kết quả cuối cùng và bỏ qua cái phần nháp. Đây là phần nháp thầy để sang bên cạnh để các bạn có thể tham khảo. Đấy, đây là cách chuyển từ phương trình tham số về phương trình tổng quát. Như vậy, đường thẳng delta có phương trình tổng quát rồi. Bây giờ chúng ta tìm vị trí tương đối thì chúng ta thấy đường thẳng delta có phương trình là x trừ 2y trừ 7 bằng 0. Đường thẳng D có phương trình là 3x cộng y trừ 6 bằng 0. Người ta hỏi về vị trí tương đối thì chúng ta có thể chọn một trong hai cách làm. Ở đây thầy sẽ chọn cái cách chia tỷ số. Chúng ta thấy 1 chia 3, tỷ số tiếp theo là âm 2 chia 1. Đã thấy khác nhau ngay rồi. Vậy suy ra đường thẳng delta cắt đường thẳng D. Đây là cách làm thứ nhất. Tức là chúng ta chuyển tất cả về phương trình tổng quát để làm việc. Khôi ghi xong báo cho thầy Khôi nhé. Vâng ạ, em còn dòng nữa. Được rồi ạ, em xong rồi ạ. Ok. Bây giờ thầy lại trình bày với các bạn cách làm thứ hai rất hay như thế này. Rồi thầy copy lại đề bài để chúng ta theo dõi cho dễ nha. Đây. Cách làm thứ hai thì chúng ta sẽ làm như sau, xét phương trình. Đó là gì? Các bạn lấy cái thằng này, lấy thằng x này này. Đấy, thay vào x. Được chưa các bạn? Thay vào x.
và lấy cái thằng y này này. Thay vào y. Đấy, chúng ta xét phương trình này. Vậy chúng ta sẽ được phương trình là gì? 3 nhân với x sẽ được thay bằng 2t cộng 1. Cộng y chính là cộng với t trừ 3 trừ 6 bằng 0. Thì sau khi biến đổi phương trình này, các bạn lưu ý nhé, biến đổi phương trình này, nó sẽ xảy ra những tình huống như sau. Đó là nó sẽ có dạng là a nhân với t cộng b bằng 0. Đấy, chắc chắn nó sẽ đưa về dạng là at cộng b bằng 0. Khi đấy nó xảy ra 3 trường hợp các bạn cần phải ghi nhớ. Trường hợp thứ nhất, nếu thằng a bằng 0 và b cũng bằng 0, tức là toàn bộ phương trình này bị triệt tiêu, thì đường thẳng delta sẽ trùng với đường thẳng b. Trường hợp thứ hai, nếu a bằng 0, b khác 0, thì đường thẳng delta sẽ song song với đường thẳng b. Trường hợp thứ ba là nếu a khác 0, thì đường thẳng delta sẽ cắt đường thẳng b. Đấy, nó sẽ xảy ra 3 cái tình huống như thế này. Các bạn ghi lại nhé, để sau này chúng ta còn biết cách biện luận. Rồi, bây giờ chúng ta khai triển cái biểu thức của khai triển cái phương trình này các bạn này. Phương trình này sẽ tương đương với chỗ này sẽ là 6t cộng 3 cộng với t trừ 3 trừ 6 bằng 0. Chúng ta rút gọn số 3 này với số 3 này. Vậy các bạn sẽ thấy ra là 7t trừ 6 bằng 0. Đấy, các bạn thấy là đúng là nó ra cái dạng là AT cộng B bằng 0 đúng không nào? Đấy, các bạn thấy nhá. Đấy, đây chính là dạng AT cộng B này. Đấy. Thì đến đây các bạn sẽ thấy là cái số A này khác 0 này. Thì chúng ta sẽ tìm được một giá trị của T. Đó là T bằng 6 phần 7. Tức là có một giá trị của T thì phương trình này có một nghiệm. Phương trình có một nghiệm tức là sẽ tạo ra một giao điểm. Tạo ra một giao điểm. Vậy thì đường thẳng delta sẽ cắt đường thẳng B tại điểm Y có tọa độ như sau. Có tọa độ như sau. Các bạn lấy cái giá trị T bằng 6 phần 7 này. Các bạn thay vào đây thì sẽ tìm được giao điểm. Đấy, như vậy khi thay vào đây là mục tiêu của chúng ta là tìm giao điểm. Đấy, nếu chúng ta tìm ra được T ấy, thì chúng ta sẽ tìm được cái giao điểm bằng cách thay vào đây. Thay 6 phần 7 vào. 6 phần 7 nhân 2 là 12 phần 7. Cộng lại là 19 phần 7. 6 phần 7 trừ 3 là 6 trừ đi 21 còn âm 15. Như vậy chúng ta đã tìm được vị trí tương đối của hai đường thẳng này là cắt nhau. Và ngoài ra chúng ta có tìm được cả giao điểm của chúng nữa. Vậy giữa cách số 1 và cách số 2 các bạn có thể lựa chọn sao cho phù hợp. Cách số 1 thì nó chỉ xác định được là nó cắt nhau hay song song hoặc trùng nhau thôi.
Nhưng cách số 2 là trong trường hợp nó cắt nhau, chúng ta có thể tìm được giao điểm. Vậy là chúng ta nên linh hoạt trong cả hai trường hợp. Linh hoạt trong cả hai trường hợp. Khôi ghi xong báo cho thầy Khôi nhé. À, xong rồi ạ. Rồi, thầy cảm ơn. Rồi, chúng ta xét ví dụ số 5. Xét đường thẳng delta có phương trình x bằng t trừ 3, y bằng 3t cộng 2. Đường thẳng d có phương trình x bằng t phẩy cộng 1, y bằng 2t phẩy trừ 3. Yêu cầu là hãy xét vị trí tương đối của đường thẳng delta và đường thẳng d. Rồi, Khánh Nhi cho thầy nhận xét em thấy sự khác biệt gì ở ví dụ số 5, Khánh Nhi? Alo, Khánh Nhi. Rồi, không có mic à? Rồi, sáng cho thầy biết là ví dụ số 5 khác với những ví dụ trên ở chỗ nào? Anh thưa thầy là về ví dụ thứ 5 thì nó cho điều là hai phương trình xem tham số ạ. Rồi, thế theo em thì làm sao để giải quyết được bài toán này? Em nghĩ là cho hai phương trình tham số sang phương trình tổng quát ạ. Đúng rồi, ok, rất là tốt. Như vậy, cách làm bài tập này của chúng ta sẽ là đưa đường thẳng delta và đưa đường thẳng D về dạng tổng quát. Đấy, và các bạn hoàn toàn có thể đưa về dạng tổng quát được. Sau khi đưa về dạng tổng quát rồi, thì chúng ta có thể lựa chọn một trong hai cách làm để xét vị trí tương đối nhé. Đấy. Vậy ví dụ số 5, thầy sẽ bỏ ngỏ ở đây. Chú ý. Chúng ta có một cái chú ý quan trọng như này. Đó là đường thẳng delta vuông góc với đường thẳng D. Sẽ có những câu hỏi là hỏi hai đường thẳng này có vuông góc với nhau hay không. Thì chúng ta kiểm tra hai đường thẳng vuông góc bằng cách này. Đường thẳng delta vuông góc với đường thẳng D khi và chỉ khi phát tuyến của đường thẳng delta nhân với phát tuyến của đường thẳng D bằng 0, hoặc chỉ phương của đường thẳng delta nhân với chỉ phương của đường thẳng D bằng 0. Các bạn nhớ cho thầy cái chú ý này để chúng ta có thể trả lời được những câu hỏi là hai đường thẳng đó có vuông góc với nhau hay không. Rồi, trên đây thầy đã trình bày xong cái nội dung của buổi học ngày hôm nay. Đó là xét vị trí tương đối của hai đường thẳng. Và để xét vị trí tương đối của hai đường thẳng thì chúng ta có học thêm một cái kỹ thuật. Đó là chuyển phương trình tham số. Chuyển phương trình tổng quát. Xin lỗi, chuyển phương trình tham số. Chuyển phương trình chính tắc về phương trình tổng quát. Chúng ta có xây dựng hai cách làm để xét vị trí tương đối của hai đường thẳng khi hai cái đường thẳng đó có dạng tổng quát. Các bạn chọn cách làm nào cũng được. Và trong cái trường hợp đặc biệt, đó là nếu một đường thẳng là tham số, một đường thẳng là tổng quát, thì cách một là đưa tất về tổng quát để làm việc. Cách hai là chúng ta có thể xét cái phương trình giao điểm như các bạn đang thấy. Và khi làm theo cách 2 thì nó sẽ xảy ra 3 trường hợp như thế này. Thì các bạn cố gắng làm nhiều để chúng ta ghi nhớ.
Tình huống cuối cùng đó là cả hai đường thẳng đều có dạng tham số. Thì cách đơn giản nhất là các bạn cứ chuyển hết về dạng tổng quát để làm việc. Nó sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều. Cuối cùng chúng ta đưa ra điều kiện để hai đường thẳng vuông góc với nhau. Từ đấy chúng ta kiểm tra được vector chỉ phương, vector pháp tuyến. Nếu tích của chúng bằng 0 thì nó sẽ vuông góc với nhau. Rồi thầy hỏi bạn Thanh Huyền, với những cái nội dung hôm nay thầy trình bày thì em có hiểu được không? Em có thầy. Ok, tốt rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau